Xin chào tất cả khách hàng của Hoàng Yến Store. Hôm nay mình quay trở lại và giới thiệu với cả nhà một cái bộ sản phẩm dưỡng trắng da rất là hiệu quả và rất là hot tại Hàn Quốc ha. Đây là bộ dưỡng trắng da Lutathione hay còn gọi là dưỡng trắng da 7D, rất là nổi tiếng luôn và có thể là có rất là nhiều khách hàng đã biết qua cái bộ sản phẩm này rồi. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái dòng sản phẩm này ha. Một bộ sản phẩm hiện tại nó sẽ có ba cái sản phẩm để dưỡng da và một sản phẩm để uống trong cơ thể của mình ha. Đầu tiên đó là kem dưỡng trắng da 7 ngày Lutathione. Cái hộp dưỡng trắng da này có cái hàm lượng là 50ml. Tiếp đến đó là Lutathione V-Ample. Thì lát mình sẽ giải thích với mọi người cái V-Ample này là gì ha. Sản phẩm thứ ba đó là Treatment Essence, hay còn gọi là tinh chất dưỡng trắng da, hoặc là một số khách hàng còn gọi đây là nước thần ạ. Và cái sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm viên uống Lutathione. Đây là cái viên hỗ trợ để chúng ta có thể uống vào cơ thể và nhanh chóng biến chuyển cái làn da của mình ha. Cái hộp này thì mình đã giới thiệu trong rất là nhiều clip của shop rồi. Nếu mà các bạn bật lên thì có thể thấy những cái clip mà shop giới thiệu về cái sản phẩm viên uống Lutathione này. Thì mỗi tối trước khi đi ngủ chúng ta uống 2 viên liền một lúc ha. Và cái hũ này có 72 viên, tức là chúng ta sẽ uống được 36 ngày nha cả nhà. Nếu các bạn có điều kiện và khả năng thì mình khuyên là cả nhà nên mua trọn bộ như thế này. Chúng ta vừa sử dụng thoa bên ngoài và uống bên trong thì nó sẽ phục hồi da của các bạn rất là tốt. Và đây là sản phẩm để phục hồi lại những cái làn da mà bị sạm, nám, nói chung là bị tổn thương nặng và sâu. Thì chúng ta nên sử dụng cái bộ sản phẩm Lutathione này ha. Và mình xin giới thiệu về cái công dụng cũng như chức năng của cái bộ sản phẩm này cho mọi người nha. Đầu tiên đó là cấp nước cho cơ thể, cấp nước cho da, cung cấp các khoáng chất và dưỡng ẩm cho da chuyên sâu, trắng da, làm căng bóng và dưỡng trắng da sau 7 ngày ha, làm đều màu da, cung cấp dưỡng chất và chất chống oxy hóa mạnh, nuôi dưỡng và bảo vệ các tế bào da thành hiệu quả, xóa tàn nhang, thâm nám trong một thời gian rất là ngắn, tăng sinh collagen giúp da tăng chất đàn hồi và cải thiện dấu hiệu lão hóa da, phục hồi làn da bị sần sùi, khô ráp, mất nước, cũng như là dưỡng ẩm tối đa cho da, giúp cho da luôn căng bóng mịn màng và hạn chế tối đa quá trình bị nhăn da nha. Lutathione sẽ tác động đến màu da thông qua cái việc là hạn chế sự sản sinh ra cái hắc sắc tố melanin cho mọi người. Cái hắc sắc tố này nó sẽ làm cho da chúng ta bị xỉn màu và các bạn bị thâm nám nhiều là do cái hắc sắc tố này nó hình thành quá nhiều đó. Thì cái dưỡng chất Lutathione này nó sẽ giúp cho chúng ta bị sẽ hạn chế cái hắc sắc tố melanin này cho mọi người nha, đồng thời là cung cấp collagen. Vì vậy cái bộ sản phẩm này thực sự là rất cần thiết cho các bạn nào mà đang có cái tình trạng bị da bị xấu rất là nhiều đó, thì chúng ta phục hồi bằng cái bộ 7 day này thì rất là hợp lý ha. Và mình xin nói thêm về cái Ample này là gì. Ample còn nó còn hơn cả serum nữa nha mọi người. Ample được xem là một loại tinh chất cô đặc chứa nhiều dưỡng chất hơn và có tác dụng gấp nhiều lần so với essence hay là serum. Hiểu một cách nôm na thì tinh chất Ample như một loại thuốc bổ dành cho da, thẩm thấu sâu hơn vào các tầng da và tác dụng lên da nhanh hơn so với các loại tinh chất thông thường. Vì vậy mà Ample sử dụng cực kỳ hiệu quả hơn so với serum nữa nha mọi người. Tuy nhiên Ample thì được sử dụng trong một thời gian ngắn để phục hồi lại làn da của chúng ta, và sau đó nếu da của chúng ta ok, ổn định hơn thì chúng ta có thể sử dụng serum nha mọi người. Sử dụng serum thông thường, không cần sử dụng Ample cũng được. Và cái Ample là cái dòng sản phẩm làm nó là giống như là một cái dạng thuốc đặc trị á, tức là khi mà đưa vào da thì nó sẽ phục hồi nhanh gấp rất là nhiều lần so với serum, cái độ thẩm thấu của serum nha. Vì vậy mà chúng ta sử dụng Ample thì sẽ rất hiệu quả hơn là so với cái việc chúng ta sử dụng serum. Tuy nhiên thì nếu mà da của các bạn hồi phục và đẹp rồi thì chúng ta có thể dưỡng serum thông thường mỗi ngày chứ không cần phải nhất thiết phải Ample nữa nha mọi người. Còn cái essence này là gì? Thì một số bạn gọi là nước thần và một số bạn thì gọi là tinh chất dưỡng da. Thì hôm nay mình sẽ nói essence là một sản phẩm có các thành phần hoạt tính nhẹ hơn, ít cô đặc hơn so với serum. Trong essence thường chứa các dưỡng thể, các dinh dưỡng thiết yếu nuôi dưỡng làn da, tạo thêm một lớp ẩm nữa ở trên da, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da. Và bên cạnh đó essence cũng chứa rất là nhiều cái chất đặc biệt có tác dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa da ha. Vì vậy mà nguyên một cái bộ sản phẩm này thì mình nói thật sự luôn là nó sẽ
phục hồi cho da của những cái bạn bị tổn thương sâu, tổn thương nhiều. Ví dụ như các bạn nào mà mới điều trị muộn xong bị sẹo rỗ nhiều, hoặc các bạn nào mà bị tổn thương nám sạm lâu ngày á, thì các bạn nên sử dụng cái bộ dưỡng da 7D này trong một cái thời gian để chúng ta phục hồi lại cái làn da của mình nha. Vì nguyên một cái bộ sản phẩm như thế này nó cung cấp rất nhiều dưỡng chất, và cái thứ hai là những cái dưỡng chất này nó đi sâu vào da và nó sẽ phục hồi da của chúng ta rất là nhanh hơn so với những cái sản phẩm khác. Vì vậy mà cái bộ sản phẩm này nó được rất là nhiều người ưa chuộng, và nó thực sự là mang lại hiệu quả rất là cao. Vì vậy mà cái sản phẩm nó rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc luôn nha mọi người. Các bạn còn thắc mắc về vấn đề gì những cái bộ sản phẩm như thế này, hoặc thắc mắc về một trong những sản phẩm này, thì các bạn có thể add Zalo của shop mình để mình có thể tư vấn thêm cho các bạn nha. Thực sự là cái sản phẩm này sử dụng rất là hiệu quả, và sau tầm từ 28 đến 30 ngày thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi của làn da của mình sau khi sử dụng bộ sản phẩm Glutathione này nha cả nhà nha. Và cái dưỡng chất Glutathione này là một cái dưỡng chất có sẵn trong cơ thể của mình, do đó khi mọi người thoa lên hoặc mọi người uống vào trong cơ thể thì lập tức cơ thể nó sẽ nhận ra ngay là cái chất tức là cái chất của nó đó, tức là người trong nhà đó, thì nó sẽ tiếp nhận rất là nhanh luôn nha mọi người nha, chứ không cần phải chờ đến thời gian phân tích hoặc là thời gian phản ứng ngược trở lại nha mọi người. Đây là một cái dưỡng chất có sẵn ở trong cơ thể, mình xin nhắc lại. Và khi chúng ta tiếp nạp cái chất này vào trong cơ thể của mình, uống vào hoặc chúng ta thoa vào, thì cơ thể nhận định ngay ra nó, và nó sẽ tiếp ứng rất là nhanh luôn nha mọi người nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe clip của shop mình ha. Xin chào và tạm biệt mọi người.